Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và trải nghiệm chiếc VinFast VF3, một mẫu xe điện nhỏ gọn dành riêng cho môi trường đô thị. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại và hiệu suất vận hành ổn định, VF3 hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm thú vị. Hãy cùng xem qua một số thông tin chi tiết và cảm nhận ban đầu của chúng tôi về chiếc xe này. Vô lăng của VF3 được thiết kế chắc chắn và ổn định, mang lại cảm giác an toàn khi lái xe. Không có hiện tượng thụt thò hay gật gù, đảm bảo khả năng điều khiển tốt hơn trong những điều kiện đường phố đông đúc. Phần ghế chỉnh cơ của VF3 có thể điều chỉnh ở 4 hướng, đáp ứng nhu cầu cơ bản của người sử dụng. Tuy nhiên, điều này có thể gây chút khó khăn cho những người có chiều cao hạn chế. Với thiết kế gương chiều hậu chắc chắn, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng chống trộm. Ngay cả những nghệ sĩ 6 ngón cũng khó mà nhòm ngó được. Gương chỉnh cơ bền bỉ, đảm bảo tính ổn định theo thời gian. VinFast VF3 có trọng lượng 857 kg và được dẫn động cầu sau đi kèm với động cơ mạnh mẽ 45 mã lực và mô men xoăn 110 Nm. Đây là những thông số khá ổn cho một chiếc xe đô thị, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào tốc độ cao hay khả năng trò nặng. Khi vận hành ở chế độ Eco, xe hoạt động tiết kiệm năng lượng, mang lại sự mượt mà và ổn định trong môi trường đô thị. Tuy nhiên, bạn không nên mong đợi cảm giác bụt tọc như những dòng xe điện thể thao khác. Chế độ Normal mang đến cảm giác lái thoải mái hơn, với ga thoáng và khả năng bật tốc tốt. Với 45 mã lực, VF3 vẫn cho cảm giác lanh lợi khi di chuyển trong phố xá đông đúc. Vô lăng của VF3 có thể hơi lỏng lẻo và thiếu chính xác, nhưng vẫn đảm bảo cảm giác lái an toàn trong cái môi trường đô thị. Hệ thống treo của VF3 khá cứng, mang lại khả năng giữ quỹ đạo tốt khi vào cửa. Điều này phù hợp với đặc tính của một chiếc xe đô thị, giúp bạn cảm thấy an toàn hơn khi lái xe trong những cái tình huống giao thông phức tạp. VF3 mang đến khả năng cách âm tốt, giảm thiểu tiếng ồn từ bên ngoài đáng kể. Điều này giúp người lái có trải nghiệm lái xe thoải mái và yên tĩnh hơn, đặc biệt là khi di chuyển trên đường cao tốc hay các tuyến đường đông đúc. Chiếc xe này có thể sắc tại nhà trong vòng 5 đến 6 tiếng hoặc sắc nhanh trong 36 phút để đặt 70% pin. Phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày, điều này cho phép bạn linh hoạt hơn trong việc sắc xe mà không cần thay đổi quá nhiều thói quen sử dụng. VinFast VF3 hiện đang được bán với mức giá 240 triệu đồng nếu thuê pin hoặc 322 triệu đồng nếu mua pin. Đây là một mức giá hấp dẫn trong cái phân khúc xe đô thị. Chiếc VF3 phù hợp với những người đã có xe hơi hoặc có nhu cầu sử dụng xe chủ yếu trong đô thị. Nó không phải là lựa chọn lý tưởng cho các chuyến đi dài hoặc cho nắng. Nếu bạn có ý định sử dụng xe cho cả gia đình trong những chuyến đi xa, có lẽ bạn nên cân nhắc thêm. VinFast VF3 là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe đô thị nho gọn, tiện dụng, tiết kiệm và hiện đại. Với mức giá hợp lý, khả năng vận hành linh hoạt và các tiện ích tiên tiến, VF3 đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về chiếc VinFast VF3. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp thêm thông tin. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.